Có một chiếc tàu đang ra các bạn ơi, hồi coi nhảy rồi, quá dữ rồi. Này từ bên trong giàm đi ra nha các bạn. Bắt đầu ra khơi vào buổi chiều nha. Ôi ơi cô kìa. Wow. Mũi anh cắp lên luôn các bạn. Ôi ơi, quá dữ rồi. Bên này có một chiếc nữa nha. Kìa, con ngoài kia nhảy kìa. Ôi ôi, mấy anh kia ra phía sau đứng rồi. Ở trên kia mình thấy có một chiếc vỏ khá là nhỏ nha. Đây, một chiếc vỏ các bạn ơi. Ba người, bốn người gì nè. Ôi ôi, sao anh này anh nhỏ bé quá trời vậy. Ôi ôi, coi lắc kìa. Quá dữ rồi. Căng thiệt chứ. Ôi ôi, đang đi về hướng bên kia nha các bạn. Khá là xa các bạn ơi. Anh này anh vừa nhỏ mà anh vừa ngắn nữa. Trời ơi, căng quá vậy. Tình hình thì bữa nay nói chung là biển cũng không có động cho mấy nha các bạn, cho nên là đi cũng còn thoải mái hơn nha. Trời ơi, trời ơi. Ý, trời ơi, quá dữ rồi kìa, coi tấp kìa. Đang dòng về hướng bên này lại các bạn ơi. Ở ngồi đó chắc sóng đánh trên này chắc ướt nhẹp hết trơn luôn quá. Em thấy là có một chiếc vỏ đang chạy vô trong giàm nha các bạn. Đây là giàm Ba Hòn thuộc Kiên Lương, Kiên Giang nha. Một chiếc vỏ lãi máy trong nha, như là cũng đi nguyên gia đình nè. Cũng khá là giọt nha các bạn. Ôi giời ơi kìa, sóng nó đẩy. Wow, quá dữ rồi. Sóng nó đẩy tới rồi nó kéo lại, đẩy tới nó kéo lại. Cảm giác giống như là bị say xe vậy. Quen chịu không nổi đâu các bạn ơi. Đó, đó. Thắng lại là đẩy đó, cũng cảm giác cũng phê lắm nha.